Bạn Chúa, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề đó là hạnh phúc tìm nơi nào phần 2. Thưa quý vị, hai từ hạnh phúc nghe rất là đơn giản nhưng là sao? Mới có cất lên hai từ hạnh phúc thì có người nói rằng đã chạm đến lòng của một người đang ngồi đây, tạ ơn Chúa. Hạnh phúc nó giống như là một mục tiêu để người ta đeo đuổi. Amen không, Hội Thánh? Hạnh phúc nghe hai từ rất là đơn giản, nhưng mà giống như là cái mục tiêu tất cả ai cũng phải tìm kiếm. Nhất là xây dựng gia đình, xây dựng hôn nhân và cả cuộc đời mình nữa. Tôi sẽ ngưng bài giảng khoảng chừng một phút để xin chào mừng hai người mới. Xin chào hai con ạ. Chúng ta đứng lên để chào mừng những người mới. Còn anh Lịch thì khỏi chào mừng. Tôi trở lại vấn đề. Đó là hạnh phúc, hai từ rất là đơn giản. Nhưng mà tất cả loài người trên đất này đi tìm. Giống như là mục tiêu mà người ta phải đạt được. Từ công việc xây dựng gia đình, xây dựng hôn nhân, và đặc biệt là xây dựng hôn nhân, người ta luôn luôn đi tìm kiếm hạnh phúc. Thưa quý vị, có những người đã nắm hạnh phúc trong tay và những người không tìm kiếm được hạnh phúc. Chúng ta tập trung về đây nè, anh Lịch không có đẹp trai bằng đây đâu. Vì lúc này tôi đẹp trai hơn hết à. Dụ vậy đăng người ta dòm. Thì hãy lưu ý một điều nè. Nha. Hạnh phúc, có những người tìm mãi không gặp hạnh phúc do không biết cách. Nhưng có những người đã nắm hạnh phúc trong tay hoặc đã trải qua hạnh phúc rồi nhưng không biết. Cho nên bài học này chính tôi và quý ông bà chị em trăn trở suy nghĩ và nhận định được hạnh phúc là gì và tại sao chúng ta có hạnh phúc và không có hạnh phúc. Một chủ đề hết sức là nóng bỏng thời gian ấy. Nhất là hiện tại bây giờ, vì nhiều gia đình không có hạnh phúc, nhiều gia đình đã đổ vỡ và nhiều cuộc đời đã thất bại. Và cái công cuộc mà đi tìm hạnh phúc từ lúc mà trưởng thành cho đến kết thúc cuộc đời không bao giờ chúng ta buông bỏ. Có amen không, Hội Thánh? Amen lớn là tôi nóng lên coi. Tạ ơn Chúa. Nãy giờ âm thanh thiết bị nó trục trặc và cho nên là làm cho tôi nói sao sao đó. Thế thì bây giờ chúng ta trước hết chúng ta học về hạnh phúc. Chúng ta khái niệm về hạnh phúc như thế nào? Vì chữ hạnh phúc mà rất là nhiều khái niệm, rất là nhiều quan điểm bàn về hạnh phúc. Có nhiều người nói rằng đầy đủ vật chất thì sẽ hạnh phúc. Nắm trong tay vật chất, tiền tài, của cải là sẽ hạnh phúc. Nhưng quý vị ơi, nhiều tỷ phú cũng phải tự sát vì không tìm được hạnh phúc. Những người giàu có nhưng mà họ không có một giờ bình an, không có một phút an hòa, an lành với nhau. Và không có nhiều tiếng cười hơn là tiếng khóc. Họ chán đến nỗi họ kết thúc cuộc đời. Họ ở trên đỉnh vinh quang là một ngôi sao chói lòa ở trong một cái môi trường văn nghệ, ở trong cái làng giải trí, hay hoặc là một tỷ phú, một triệu phú, nhưng họ vẫn kết thúc cuộc đời họ vì không tìm được hạnh phúc. Như vậy chúng ta gạt ra vấn đề một cái thành công ở trong xã hội này, một vị trí đặc biệt trong xã hội này, nhưng mà vẫn không được hạnh phúc. Có nhiều người nói rằng có nhà lầu xe hơi thì sẽ có hạnh phúc. Quý vị ơi, nhiều người có nhà lầu xe hơi nhưng họ đau khổ hơn những người ở trong một bức tranh, nhà tranh mà họ hạnh phúc. Thế thì chúng ta bỏ qua vấn đề giàu có mới hạnh phúc. Có nhiều người nói nếu tôi có được một cô vợ đẹp, lấy được cái người mà tôi đang yêu thì tôi là người hạnh phúc. Có nhiều người nói tôi lấy chồng đẹp và tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng quý vị ơi, chưa chắc. Lấy được người vợ đẹp, người chồng đẹp, tối ngày sợ gì ạ? Sợ gì? Sợ mất.
nó sợ mất đi nghe khéo khéo anh tí, sợ mất rồi gì ạ, rồi giận, rồi hờn, rồi ghen, rồi ghét, rồi không còn hạnh phúc nữa. Có những đứa con đẻ ra chúng ta tưởng rằng chúng ta là người hạnh phúc nhất ở trong xóm này, nhưng mà lớn lên nó không có ngoan hiền. Và thậm chí ba đứa rồi năm đứa, người ta tưởng là con đông là hạnh phúc. Quý vị ơi, nó không có ngoan ngoãn, nó ham chơi, nó lêu lỏng, rồi nó làm nên những cái chuyện gọi là sa ngã và vướng vào các tệ nạn xã hội, thì hạnh phúc nổi không ạ? Cũng không hạnh phúc được. Tóm lại, hạnh phúc không phải là cái gì mà chúng ta được nhiều là hạnh phúc. Giàu nhiều không hạnh phúc, không phải là không hạnh phúc, nhưng mà nó không phải duy nhất là yếu tố mang lại hạnh phúc. Kể cả chúng ta đang thành công ở trên thương trường, chúng ta thành công ở tất cả mọi lĩnh vực, nhưng mà chưa chắc nó mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Nhưng hãy nhớ một điều, chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc, đó là đời sống biết ban cho. Amen không ạ? Có amen không ạ? Đời sống biết ban cho quý vị. Những người nhân hậu, những người có một cái lương tâm đạo đức, những người có một phẩm chất tốt, thì người ta mới có cái tính cách sống đó là ban cho. Còn nếu chúng ta có một cái tính nhân cách chúng ta nó hạn hẹp, nó người ta gọi là bủn xỉn hoặc là bảo thủ, chỉ lo cho mình thôi, thì tôi bảo đảm quý vị sẽ không có nếm trải được hạnh phúc tuyệt vời nhất. Vì sao ạ? Tôi nhắc lại, ban cho là một trong những yếu tố tạo nên một hạnh phúc, chứ không phải duy nhất là ban cho không nhé. Một lát nữa chúng ta sẽ biết còn điều gì nữa. Nhưng mà tôi sắp ban cho là duy nhất và hàng đầu, là một yếu tố hàng đầu đem lại hạnh phúc. Vì sao ạ? Ở trong sự ban cho đó, nó có kèm theo sự tôn trọng. Amen không hội thánh? Có amen không ạ? Thế thì ban cho điều gì? Ban tiền bạc cho những người đang khốn khó, giúp đỡ của cải vật chất khi người ta có cần. Thế thì chúng ta đang không có đủ tiền, chúng ta chưa có dư giả, thế thì chúng ta làm người ban cho được không ạ? Hát như là no. Quý vị, nếu chúng ta có cái gì, nếu thật sự chúng ta là người ban cho, thì chúng ta có cái gì thì chúng ta muốn cho cái nấy. Amen không ạ? Có amen không ạ? Chúng ta không có đủ tiền để mà cho, thì chúng ta có tình yêu thương đấy, chia sẻ tình yêu thương đến cho mọi người. Chúng ta có gì nữa? Chúng ta có một cái quỹ thời gian 24 giờ đó. Chúa cho chúng ta 24 giờ, chúng ta sử dụng riêng cho mình thì vẫn được, nhưng hãy dùng thời gian đó để đi giúp đỡ người khác. Đó là ban cho rất là tuyệt vời, không cần tiền. Amen không? Amen không ạ? Cho nên từ đó tôi quan điểm sống như thế đó. Cho dù trong lúc tôi dư giả thì tôi sẽ dâng hiến theo cái cách dư giả, và khi tôi ít có dư giả thì tôi cũng dâng hiến theo cái chừng mực đó. Và thậm chí có những lúc tôi thiếu thốn, tôi vẫn là người ban cho. Tôi không có tiền dư để tôi dâng hiến giúp đỡ, thì tôi còn có tấm lòng, tôi ban ra. Amen không ạ? Tôi giúp đỡ rồi tôi cứu mang. Cho nên Chúa dùng tôi là cái người giải cứu là như thế. Công tác giải cứu không phải đặt tay té ngã là xong, nhưng mà một quá trình hết sức là cố gắng, đó là tình yêu thương. Phép lạ mà không có tình yêu thương thì sẽ không giữ được một người hết bệnh đâu. Amen không ạ? Có amen không ạ? Có nghĩa là tất cả cái gì tôi có, đó là thời gian, đó là chăm sóc, đó là giúp đỡ, đó là giáo dục, đó là nâng đỡ, đó là huấn luyện và giải cứu. Tôi không có tiền thì tôi sẽ giúp đỡ bằng điều đó. Được không quý vị? Như vậy tôi và ai đó vẫn là người ban cho. Vẫn là người ban cho được. Tôi nhắc lại, chúng ta khái niệm rõ về hạnh phúc để chúng ta biết được bài học ngày hôm nay. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu hạnh phúc, và nếu chưa có chúng ta sẽ nắm giữ được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Nó thuộc về dạng cảm xúc, cảm giác mà khi con người đạt được một thỏa nguyện gì đó,
thỏa mãn và chúng ta sung sướng, chúng ta vui mừng tột độ, thì đó là cảm giác của một hạnh phúc. Amen không quý vị? Cảm giác hạnh phúc nó nằm ở phần lý trí, là cảm xúc thôi. Khi một cái điều gì chúng ta mong muốn, hãy nhớ là mặt tích cực nha, mặt tích cực. Nhưng mà chúng ta đạt được điều đó thì vui mừng ở trong lòng chúng ta dâng trào lên, đó là hạnh phúc. Đơn giản là vậy. Thế thì 100 người thì có khoảng chừng 50 cái quan điểm khác nhau về hạnh phúc. Thì ở trong này bao nhiêu người thì chúng ta sẽ khái niệm hạnh phúc như thế nào? Làm sao để được hạnh phúc? Thưa quý vị, tôi đã sắp gieo ra, có nghĩa là ban ra, là ban cho đó. Con người ban cho dầu hoàn cảnh thế nào, họ cũng với tư cách là một người ban cho. Ban cho thì sẽ có người nhận. Ở trong xã hội, đời sống loài người sẽ có hai thành phần nói về cái khía cạnh ban và nhận. Thì ban và nhận luôn luôn có hai dạng người này. Thế thì quý vị và tôi thích là người nào? Thích là người ban cho hay là thích người chỉ biết nhận mà thôi? Con gái thích ban cho hay là nhận? Con gái cũng thích là ban cho. Bao nhiêu người thích ban cho, đưa tay tôi xem nào. Nhỏ đó, tính không thích. Đây, tại sao chúng ta thích là người ban cho? Thì giống như cô Hoàng Lan vừa nói, nếu chúng ta là người ban cho, Kinh Thánh có chép rằng Chúa sẽ ban hạt giống cho những người gieo ra. Amen không ạ? Có amen không quý vị? Có nghĩa là chúng ta là người ở trong khi Chúa tạo nên có những người tính cách khác nhau, Chúa sẽ biết đứa nào, người nào có cái tính cách, cái nhân cách đó là thích ban ra. Thế thì tôi nói thí dụ như Hùng là người có đời sống ban ra. Chúa biết không? Chúa biết không? Chúa sẽ biết và làm thế nào để cho anh này làm tốt cái nhiệm vụ đó là ban ra. Thế thì ban ra thì trong túi trống lỏng, lấy gì ban, đúng không? Đúng không nào? Thế thì Chúa luôn chu cấp hạt giống, đó là tiền để cho Hùng ban ra. Amen không quý vị? Amen không ạ? Nếu chúng ta là người luôn luôn gieo ra, ban ra thì Chúa là đấng sẽ chu cấp hạt giống cho chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ thích nhận thôi, thì ok, Chúa sẽ không đổ phước xuống chúng ta và chúng ta giỏi cái nước nhận, giỏi cái nước xẻ tay. Ok, con sẽ là người xẻ tay. Cho nên tạ ơn Chúa, ở đây không ai muốn là người nhận, đúng không? Hồi sáng dính bẫy nhiều giờ biết rồi. Khi tôi đố là những người nghe rồi là không có được nói nha. Ở trong công vụ đoạn 20 câu 13, 15 chắc ai cũng biết đúng không? Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để làm gì ạ? Để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Hãy nhớ nè, ban cho thì có phước. Chữ hơn có nghĩa là nhận lãnh vẫn có phước. Amen không ạ? Có amen không ạ? Chữ ban cho đây thì có phước hơn nhận lãnh. Thế thì bây giờ chẳng lẽ có nhiều người siêu thuộc linh lắm nha, tôi thích là người ban cho, tôi không thích nhận. Chẳng lẽ mình nói rằng nhớ nha, không thích nhận thì từ đây về sau đừng có nhận điều gì Chúa cho hết á nha.
ai giúp đỡ cũng đừng nhận nha. Thưa quý vị, sai lầm vì ban cho là một trong những yếu tố giúp chúng ta hạnh phúc thật và cái sự tôn trọng nữa. Nhưng mà nhận lãnh cũng hạnh phúc nữa. Và nhiều người không dám đề cập tới, nghĩ là tham lam. Nhưng mà chúng ta nhận điều gì kìa? Thôi bây giờ, tôi không hỏi nữa vì nhiều người đã biết bí mật rồi. Cho nên là khi mà chúng ta nhận lãnh á, thì nhận những điều gì mà mang đến hạnh phúc? Đó là nhận những điều mà nó thuộc về những cái điều mà nó mang cái tính là tích cực và chân thật và ngay thẳng, là cái điều có cần cho linh hồn và đời sống chúng ta, mà đặc biệt là nhận đến từ Chúa. Thế thì khi mà chúng ta nhận, chúng ta biết được một điều, không phải là ban cho mới được phước. Ngày hôm nay chính tôi và quý ông bà anh chị em biết thêm một điều nữa, nhận vẫn được hạnh phúc. Nhận điều gì ạ? Nhận được tình yêu có hạnh phúc không? Được không ạ? Từ nhỏ đến 20 tuổi chưa thấy ai yêu hết. Tới 30 tuổi chưa thấy ai yêu hết. 35 tuổi có một người yêu lên tiếng, tôi yêu anh, hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Hạnh phúc không anh Lịch? Có, dạ có. Là nhận được một tình yêu, đúng không ạ? Chân thật, một tình yêu đúng đắn, thì chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc. Vì hạnh phúc là gì? Là một cảm xúc, một tột đỉnh của cảm xúc, và trong đó có sự vui mừng, vui sướng và bình an. Đó, chúng ta nhận lãnh. Rồi khi mà chúng ta bệnh tật và chúng ta xử lý tài chính cạn kiệt rồi, và chúng ta cầu nguyện rất là nhiều, Chúa ơi, con bây giờ nợ nần quá rồi, bây giờ xin Chúa ngài chu cấp cho con. Thế thì Chúa dùng ai đó đến giao cho mình một số tiền, mình nhận không? Nhận không? Hạnh phúc không? Hạnh phúc vì sao? Nợ sẽ hết. Amen không ạ? Hạnh phúc. Chúng ta nhận đúng đắn và chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất đó là chúng ta nhận điều gì? Nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Giăng 3:16 là điều mang đến cho chúng ta một hạnh phúc mỹ mãn nhất. Vì chúng ta nhận một điều hết sức là lớn lao. Giăng 3:16 nói như thế nào ạ? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi gì ạ? Ban con một, hầu hễ ai tin con ấy thì sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16, chúng ta nhận điều đó là nhận món quà cứu rỗi. Đó là nhận tình yêu từ Đức. Và chúng ta sẽ hạnh phúc. Vì sao ạ? Vì ở trong sự cứu rỗi đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết, nếu mà chúng ta được cứu rỗi thì chúng ta trở thành người công bình. Mặc người công bình trước mặt Đức Chúa Trời thì ma quỷ nó buông tay ra. Nó không có quyền ở trên những người công bình nữa. Amen không hội thánh? Thì bên cạnh đó, từ cái sự ơn cứu rỗi, nhận ơn cứu rỗi, nó liên quan đến gì ạ? Kinh Thánh chép là phước cho những người tội đã được tha. Nha. Ơn cứu rỗi này, tội đã được tha. Mà tội đã được tha thì đồng nghĩa vấn đề chúng ta không còn bị ma quỷ cầm buộc hành hại nữa. Nếu là cơ đốc nhân thật thì chúng ta sẽ không bao giờ ở dưới quyền ma quỷ nữa. Amen không ạ? Vì huyết của Chúa Giê-xu đã giải quyết hết nợ nần về tội lỗi chúng ta rồi. Cho nên khi chúng ta nhận lãnh ơn cứu rỗi, đó là món quà tuyệt vời nhất và giúp cho chúng ta hạnh phúc lâu bền nhất. Amen không hội thánh? Hãy nhớ một điều, nếu chúng ta là cơ đốc nhân mà chưa được tự do thì chúng ta xem lại. Vì ơn cứu rỗi đến với một người, tôi nhắc lại, thì ơn đó giúp cho chúng ta
thoát khỏi tội lỗi. Và tất cả tội lỗi chúng ta, Chúa Giêsu Christ đã gánh thay rồi. Và Chúa nói rằng, lời Kinh Thánh chép rằng, bởi lằn đòn của Chúa gánh chúng ta đã được lành bệnh rồi. Thế thì chúng ta là cơ đốc nhân, nếu vẫn còn trục trặc, nếu còn ở dưới quyền của ma quỷ, thì hãy xem lại chúng ta là cơ đốc nhân thật hay là giả mà thôi. Nó ảnh hưởng tới đức tin của chúng ta. Amen con hỏi thánh. Nếu chúng ta là cơ đốc nhân thật thì ma quỷ nó không bao giờ đến gần chúng ta được. Vì nó như là sư tử rống. Đúng không? Như là sư tử rống chứ không phải là sư tử. Nó làm gì ạ? Nó rình mò đúng không? Nó rình mò xung quanh những cơ đốc nhân. Chứ không phải nó đến gần được cơ đốc nhân. Và nó làm gì ạ? Rình mò nó làm gì? Nó xem ai có thể nuốt được. Rình mò tìm cơ hội. Và chúng ta là cơ đốc nhân là có Đức Thánh Linh đấy. Nhưng chúng ta sơ hở. Chúng ta lơ đễnh một chút thôi. Đức Thánh Linh rời khỏi chúng ta trong lúc nào ạ? Trong lúc chúng ta giận hờn. Trong lúc chúng ta ghen ghét. Trong lúc chúng ta thù nghịch. Trong lúc cục đắng ở trong lòng chúng ta quá to. Thì làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Và đây là cái cơ hội mở cửa cho ma quỷ nó bước vào đời sống, nó hành hại chúng ta. Amen không? Cho nên ơn cứu rỗi là ơn mà chúng ta nhận được. Cái sự nhận từ ơn cứu rỗi là quan trọng hơn hết. Điều thứ hai nữa mà chúng ta nhận vẫn hạnh phúc. Cho dầu không bằng là ban cho. Nhưng mà điều nhận thứ hai đó là nhận gì ạ? Nhận lời hứa. Và điều quan trọng nhất. Nhận lời hứa từ Chúa là điều quan trọng tiếp theo. Trong văn đoạn 20 câu 22 Kinh Thánh chép như thế này. Khi Ngài phán điều đó rồi. Là nhận lời hứa quan trọng nhất đó là nhận được Đức Thánh Linh. Nhận được Đức Thánh Linh. Đầu tiên hết là nhận được ơn cứu rỗi. Cái điều tiếp theo của một cơ đốc nhân đó là nhận lời hứa từ Chúa Giêsu Christ, đó là nhận Đức Thánh Linh. Trong văn đoạn 20 câu 22 Kinh Thánh chép như thế này. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Quý vị có nhận lãnh Đức Thánh Linh hay là chưa? Có nhận lãnh Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ có những bông trái của Đức Thánh Linh. Có nhận lãnh Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh đã sống động trong lòng chúng ta. Ở trong linh hồn, dẫn dắt linh hồn chúng ta. Vì linh hồn chúng ta xui cho tay chân chúng ta làm. Xui cho ngũ giác quan chúng ta làm việc. Nhưng mà chúng ta có Đức Thánh Linh hay là chưa? Nếu chúng ta làm theo công việc xác thịt thì hãy xem lại Đức Thánh Linh của quý vị ở đâu. Đức Thánh Linh chỉ một. Và Đức Thánh Linh ở khắp trên mỗi người cũng chỉ là một. Đức Thánh Linh tôi cũng như Đức Thánh Linh của quý vị mà thôi. Nhưng có một điều. Tôi được tự do làm theo chương trình của Chúa vì tôi hoàn toàn để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt. Còn quý vị, có khi thì tốt, có khi thì xấu. Không phải là có lúc đó thì Đức Thánh Linh lớn to và lâu lâu Đức Thánh Linh lại teo lại nhỏ xíu. Nhưng mà vì cớ tội lỗi, chúng ta làm ngăn trở sự vận hành của Đức Thánh Linh. Cho nên nhận lãnh Đức Thánh Linh là điều vô cùng quan trọng. Nếu đời sống chúng ta không có Đức Thánh Linh, cái điều mà chúng ta dễ thấy lắm, đó là sự biến đổi. Vì nếu không có Đức Thánh Linh thì ai biến đổi được tánh tình chúng ta đây? Ai? Cha mẹ thì xin thua rồi đó. Đúng không ạ? Có đúng không ạ? Người ta còn có câu, cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Có nghĩa là người ta đổ thừa là trong lúc vì cái những cái câu miệng của thế gian thì không bao giờ tôn kính Kinh Thánh đâu. Câu này là câu đổ thừa cho Đức Chúa Trời. Khi mà người ta tạo ra đứa con, người ta giáo dục, nó không có kết quả, không có chăm lo con cái, lo kinh doanh, lo riêng tư cá nhân, rồi bỏ con cháu mình, không có giáo dục đến nơi đến chốn, nó sa ngã. Ai nói, ồ sao con mày quậy dữ vậy? Đứa đó phải con mày không? Ôi, giờ biết sao giờ cô? Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Có nghĩa là tánh tình đó tại trời sanh nó ra vậy. Nhưng thật sự ai cũng tốt hết. Mà thứ nhất là môi trường. Đúng không ạ? Môi trường.
môi trường sống của nó. Thứ hai là giáo dục, sự giáo dục vô cùng quan trọng. Điều thứ ba mà chúng ta phải cần đến đó là Đức Thánh Linh. Cho dù bản chất của nó như thế nào, cho dù vì môi trường sống của nó không tốt nên nó đã bị hư, nhưng còn hy vọng đó là Đức Thánh Linh sẽ thay đổi nó. Amen không ạ? Khi một người có Đức Thánh Linh, cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta phải biết đó là sự thay đổi. Còn người nào đi đến nhà thờ rồi về, đi đến nhà thờ rồi về, thậm chí đi học trường Tân Ngọc, trường này là đến trường khác nữa, nhưng mà không có một biến cải nào hết, thì không có dấu hiệu của Đức Thánh Linh. Đó là chắc chắn. Đức Thánh Linh đến trên một người, tôi bảo đảm quý vị sẽ có sự thay đổi. Không lớn thì nhỏ, mà phần đông thì thay đổi rất là lớn. Cho nên nhận lãnh Đức Thánh Linh là một điều quan trọng không ạ? Có ai từ chối không? Ban cho mới có phước hơn đúng không? Nhưng mà nhận lãnh, nhưng mà nhận lãnh những cái điều thứ nhất là cứu rỗi là quý giá hơn hết. Cái thứ hai là nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nó giống như một cái tiến trình tốt lành cho một cơ đốc nhân. Chúng ta nhận lãnh ơn cứu rỗi nhưng ta không nhận được Đức Thánh Linh như lời hứa của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thất bại dài dài. Amen không? Ai có từng thất bại dài dài đưa tay tôi xem nào. Tôi cũng có thất bại nữa nhưng không có cái kiểu dài dài. Dù đó bỏ lâu rồi. Amen không hội thánh? Có amen không ạ? Chúng ta phải đối diện với sự thật. Với những người hay thất bại là những người không dám đối diện với sự thật. Những người hay thất bại là những người không biết thực trạng mình như thế nào. Những người dở là những người không biết mình dở. Nếu họ biết họ dở thì họ sẽ không còn dở nữa vì họ lo họ học. Giống như thường thường tôi nói những người ngu nhất là gì ạ? Người ngu nhất có nghĩa là mình ngu mà không biết mình ngu. Cho nên mình mãi là thằng ngu. Mình ngu. Ngu nhất là tại vì mình ngu mà mình không biết mình ngu. Cho nên mình sẽ trở thành thằng ngu. Vì mình ngu mà mình biết mình ngu thì mình lo mình học, mình lo mình đổi mới, mình lo mình tiến bộ thì mình sẽ không còn ngu nữa. Giống như tội lỗi, tội gì lớn nhất ạ? Tội lỗi không phải là giết người là lớn nhất, mà tội lỗi lớn nhất đó là mình có tội mà không biết mình có tội. Cho nên mình mãi là tội nhân. Amen không? Yếu dữ vậy? Rồi, cái nhận tiếp theo chúng ta cần nhận, tôi nhắc lại, nhận thứ nhất mà quý giá nhất đó là ơn cứu rỗi. Quý giá thứ hai đó là Đức Thánh Linh. Thứ ba là sự tiếp trợ đến từ Chúa. Tiếp trợ đến từ Chúa. Tôi ngước mắt trên núi, đúng không? Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất. Chúng ta cần sự tiếp trợ không? Có cần không? Có cần không ạ? À? Chúng ta là người gieo ra hay người không gieo ra gì tôi không biết. Nhưng mà sự tiếp trợ đến từ Đức Giê-hô-va vô cùng lớn lao. Ai đó tiếp trợ mình một thời gian họ cũng hết tiếp trợ. Và chúng ta ăn cũng hết thôi. Nhưng mà sự tiếp trợ đến từ Chúa vì Ngài là đấng quyền năng. Ngài tất cả vũ trụ và trái đất này là của Ngài. Tất cả vàng bạc, Kinh Thánh nói rằng đều là của Ngài hết. Nếu đẹp lòng Ngài thì Ngài không bao giờ để cho chúng ta thiếu thốn. Amen không ạ? Rồi, cái nhận tiếp theo đó là nhận sự thương xót. Nhận sự thương xót để chúng ta áp dụng liền ngay bây giờ. Vì có những người đang trục trặc, có những người đang thất bại và có những người không có một chút xíu nào hạnh phúc, thậm chí lòng rất là bất an bởi vì không đẹp lòng Chúa. Thì Hebrew đoạn 4 câu 16 cho chúng ta một hy vọng. Ai đó đọc Hebrew đoạn 4 câu 16. Amen không ạ? Chúng ta hãy vững lòng làm gì? Đến gần ngôi ân điển. Cho dầu chúng ta như thế nào, vững lòng bước đến ngôi ân điển. Tại sao vậy? Chúng ta biết cha chúng ta là đấng nhân từ. Để nhận gì? Nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta
kịp thời, giúp đỡ kịp thời. Đó là bí quyết và chúng ta sử dụng ngay bây giờ với những người còn đang ngụp lặng ở trong bóng tối, ngụp lặng trong những điều mà chúng ta không thể nào thoát được. Và chúng ta tưởng rằng Chúa sẽ bỏ chúng ta, không bao giờ bỏ. Quý vị, Chúa không bỏ chúng ta nếu chúng ta chưa có bỏ Chúa. Cho dù chúng ta phạm tội, cho dù chúng ta như thế nào đó, mạnh yếu như thế nào đó, nhưng đừng bao giờ bỏ Chúa. Bỏ Chúa là như thế nào? Là không còn đi nhóm thờ phượng nữa. Và một thời gian chúng ta sẽ lui đức tin và chúng ta sẽ chối bỏ đức tin. Lúc đó Chúa sẽ không cứu chúng ta nữa. Amen không ạ? Và khi mà chúng ta phạm tội rồi, quý vị, không thể nào hạnh phúc được đâu. Khi mà chúng ta phạm tội, khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó trái với lương tâm, trái với Đức Chúa Trời, thì chúng ta không bao giờ có được một hạnh phúc. Khi chúng ta có nhiều tiền đi nữa mà lòng chúng ta bất an, hạnh phúc không? Chúng ta có tiền, có tài sản, nhưng mà tiền tài sản đó chúng ta không phải làm những cái việc thánh sạch, không phải làm những cái việc mà nó lành mạnh, rồi chúng ta làm những cái điều gian dối, hối lộ hoặc làm cái điều gì đó để có một số tiền thật lớn. Quý vị biết có hạnh phúc không? Không bao giờ hạnh phúc. Không bao giờ. Kể cả tình cảm cũng vậy, sống trong hôn nhân cũng vậy. Chúng ta sống không có đúng đắn trước mặt Chúa. Chúng ta sống ở trong phập phòng lo lắng. Đúng không ạ? Và Chúa cũng không bảo vệ gìn giữ chúng ta nữa. Chúng ta không thể nào hạnh phúc được. Cho dù đó là một người con gái thật là đẹp, cho dù đó là một người con trai thật là đẹp, nhưng mà không có sự bình an của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sống tranh hơn tranh thua từng ngày, không bao giờ có một hạnh phúc. Cho dù hoàn cảnh sống chúng ta như thế nào, chúng ta 10 đứa con, chúng ta có cả nhà lầu xe hơi, nhưng mà không có chữ hạnh phúc trong đó, bảo đảm chúng ta sống khổ còn hơn địa ngục nữa. Biết bao nhiêu người cuối cuộc đời rồi, thậm chí 70 mấy tuổi, phải dứt, chấm dứt cái hôn nhân mà không có hạnh phúc. Thiếu vắng hạnh phúc, nó đồng nghĩa với là gì ạ? Bất hạnh. Thiếu vắng hạnh phúc, nó sẽ đồng nghĩa với bất hạnh. Cái điều giữ mà tôi muốn đề cập tới đó là Châm Ngôn 4 câu 23, giữ tấm lòng. Tấm lòng cần giữ không? Tất cả thất bại từ tấm lòng. Tất cả những điều ban cho giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác có sự sống cũng từ tấm lòng. Chúng ta không thể nào tốt hơn khi tấm lòng chúng ta hoài tổn thương. Chúng ta không thể nào tốt hơn khi tấm lòng chúng ta luôn luôn cay đắng, giận hờn và ghen ghét. Cho nên trong ngôn đoạn 4 câu 23 Kinh Thánh chép như thế này: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn của sự sống nơi đó mà ra. Rồi thêm thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 12 Kinh Thánh chép như thế này: vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Cho nên cái người ngu nhất là không biết mình ngu nên mới ngu hoài. Cái người mà thất bại nhất đó là mình đang thất bại mà không biết mình thất bại, cho nên không có một kinh nghiệm nào hết. Kinh nghiệm là gì? Quý vị, có một người quá thành công ở trong thương trường, thế thì nhưng mà rất là ít nói, không nói những cái lời dư thừa, vì hình như ông không có thời gian để nói chuyện nhiều. Ông nói chuyện rất là ngắn ngủn nhưng mà luôn luôn có ý nghĩa. Nhà báo phỏng vấn ông: bây giờ tôi muốn xin được tiếp chuyện với anh và để học được cái kinh nghiệm tại sao anh làm ăn phát đạt như vậy. Bắt đầu anh xin trả lời cho tôi biết là tại sao nha, tại sao anh là một thương nhân mà ảnh hưởng rất là nhiều người, uy tín anh cả châu Á này ai cũng biết. Người đó trả lời hai chữ thôi, đó là kinh nghiệm. Rồi bắt đầu nhà báo khoái rồi, khai thác được hai chữ mà làm thành công, đó là kinh nghiệm. Thế thì nhà báo hỏi tiếp một câu nữa: kinh nghiệm là gì của anh? Ông cũng trả lời hai chữ thôi: thất bại. Quý vị hiểu không ạ? Qua câu chuyện ngắn ngủi này chúng ta hiểu điều gì không ạ? Ông rút tỉa được những kinh nghiệm từ những lần ông thất bại. Và từ cái những cái điều đó, ông tích góp được những cái kinh nghiệm quý báu và ông thành công. Nhưng mà khổ nổi có những người cứ thất bại và thất bại. Cứ mỗi lần thất bại ai đó nhắc nhở thì nói tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà quý vị ơi, hãy hiểu cái câu rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm là gì? Mỗi lần thất bại phải ngồi dậy và trăn trở tại sao thất bại. Chứ không phải như thế mà chúng ta sống để thất bại nữa. Nếu mà sống vẫn thất bại ở một cái điều đó nữa thì đó không gọi là kinh nghiệm. Rồi tình yêu ban đầu chúng ta cần giữ không? Tình yêu ban đầu, Kinh Thánh trong Khải Huyền có nói rất là rõ ràng. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Quý vị, tình yêu ban đầu mà chúng ta dành cho Chúa cũng như dành cho người yêu thương của chúng ta, chúng ta dành cho vợ, cho chồng cũng thế quý vị. Đầu tiên gặp nhau là phước hạnh hơn hết, là yêu nồng nàn hơn hết, đơn sơ hơn hết, vì lúc đó hai người luôn luôn có một tấm lòng đơn sơ và tha thứ cho nhau. Cũng vậy, ở trong hội thánh, lúc đầu chúng ta đến với Chúa hết sức là ngọt ngào, cái gì chúng ta cũng tin và cũng làm theo hết. Nhưng chúng ta học được ba mớ, chúng ta hiểu được ba mớ, bắt đầu tất cả những gì Kinh Thánh đưa ra, khoan hả, để tôi xem Chúa phán tôi điều gì. Có không quý vị? Là bắt đầu là không có làm như là lúc ban đầu nữa, không có đơn sơ nữa. Có nhiều người học trò, ví dụ tôi thốt lên rồi, con ơi, tôi rất thích là lúc mà con mới gặp tôi. Lúc đó con rất là tuyệt vời. Trải qua bao nhiêu năm con giúp cho con ăn học, giúp cho con đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ thật sự tôi rất là thất vọng. Tôi rất là thất vọng vì con. Từ cái chỗ ngoan ngoãn vâng lời, rồi bây giờ khác hoàn toàn, là bắt đầu thuộc linh tuột xuống, chức vụ tuột xuống, vì không giữ được tình yêu ban đầu. Quý vị thấy trên Facebook người ta lâu lâu người ta hâm lại về chuyện tình cảm vợ chồng để làm gì ạ? Hâm lại tình yêu ban đầu. Vì khi mà mới yêu nhau thì cái gì cũng tốt. Vừa làm đám cưới xong sẽ có dấu hiệu khác. Đẻ một đứa con khác nữa, đứa thứ hai khác nữa, đứa thứ ba là chửi nhau ổm tỏi. Mất đi tình yêu ban đầu. Cho nên giữ tình yêu ban đầu là một điều hết sức là quan trọng. Amen không quý vị? Rồi một cái điều cuối cùng để chúng ta dự tiệc thánh, đó là chiến thắng cũng mang lại hạnh phúc nữa. Chúng ta ban cho là hạnh phúc, nhưng mà khi mà chúng ta chiến thắng điều gì, có một cái cảm xúc hạnh phúc tột độ. Khi một đội bóng đá thắng thì cả đội bóng đó, cả người làm bàn, cả cổ động viên đều có một cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta thua là không thể nào hạnh phúc được. Ở trong chiến trường thuộc linh cũng vậy đâu quý vị. Chúng ta thắng được ma quỷ, đó là chúng ta thắng được cám dỗ. Và chúng ta thắng được sự thử thách mà Chúa đem đến để chúng ta thử thách. Sau cái thử thách đó là phước. Nhưng mà chúng ta ngã dài thì chúng ta không thể nào hạnh phúc được. Nhưng chúng ta thắng là chúng ta có một cái sự hạnh phúc rất là tuyệt vời. Tôi thường dạy dỗ những thanh niên đang thất bại mỗi giờ đó. Con hãy tập chiến thắng đi. Con chiến thắng được một ngày thôi, rồi con sẽ kinh nghiệm được sự hạnh phúc. Từ sáng đến chiều tối, khi mà kết thúc một ngày, quỳ gối xuống tạ ơn Chúa, con đã thắng được. Nói nhỏ nhỏ, một ngày. Vì không phải là chưa, có nghĩa là chưa thắng luôn luôn. Nhưng mà qua ngày thứ hai chúng ta lớn tiếng hơn. Lạy Chúa, con đã thắng được hai ngày. Qua ngày thứ ba, lạy Chúa, con chiến thắng lớn hơn, con đã thắng được ba ngày không hút thuốc, uống rượu và nói láo nữa. Lạy Chúa, nay là ngày thứ tư, con đã đắc thắng rồi, con không cờ bạc nữa. Lạy Chúa, nay là ngày thứ năm, con đã đắc thắng lớn hơn rồi, vì con không nói dối nữa. Lạy Chúa, nay là đúng một tuần lễ, con đắc thắng thật lớn lao, con không có làm không đẹp lòng Chúa về hôn nhân gia đình nữa. Con không nhìn những người khác phái con với một ánh mắt xác thịt nữa. Lạy Chúa, con là người thánh thiện được một tuần rồi. Amen không ạ? Chúng ta sẽ thấy một cái sự hạnh phúc vô cùng. Tôi nhắc lại bài giảng rồi tôi sẽ kết thúc. Hạnh phúc lớn nhất
mà yếu tố mang lại, một yếu tố mà mang lại hạnh phúc cao nhất đó là gì ạ? Đó là ban cho. Mà người ban cho rồi thì ở hoàn cảnh nào cũng ban cho hết. Ban cho về tiền bạc để giúp đỡ người khác. Không có đủ tiền thì chúng ta giúp thời gian, chúng ta ban cho thời gian, có nghĩa là thời gian đó tôi sẽ dành cho vợ tôi, cho con tôi, nhưng tôi cắt ra hơn phần nữa. Mới đầu cắt ra hơn phần nữa, bây giờ hình như là 2/3 rồi, vợ con tôi còn có 1/1 tí tẹo à, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì tôi là người ban cho. Amen không ạ? Tôi là người ban cho. Về thời gian là gì? Thời gian tôi không dành cho tôi và nhà tôi, mà tôi dành đi chăm sóc và lo lắng giúp đỡ ai đó, đi gây dựng, đi truyền giáo, đi dạy dỗ. Đó là thời gian tôi đã ban cho. Amen không? Amen không ạ? Không cần tiền trong tay tôi vẫn ban cho được. Tôi hy vọng qua bài học này tất cả chúng ta đều là người ban cho để được phước. Amen không? Rồi, ban cho không phải chỉ là ban cho mới là yếu tố mang lại hạnh phúc, nhưng mà chúng ta nhận đúng cách, đúng thời điểm, đúng không, thì chúng ta vẫn được phước. Vẫn phước thì nó liên quan tới hạnh phúc, đúng không ạ? Cái cảm nhận mà chúng ta nhận được những cái điều mà quý giá, ở trong đó có tình yêu, có tiền bạc, có tình cảm, có vật chất, thì chúng ta vẫn có cảm giác hạnh phúc. Tôi nhắc lại đây để mọi người biết cảm nhận được hạnh phúc. Chứ có khi nhiều hạnh phúc quá chúng ta không biết thì nó rất là tiếc. Rồi ban cho, rồi nhận lấy cũng hạnh phúc, rồi giữ lấy cũng hạnh phúc. Giữ lấy điều gì ạ? Giữ lấy điều gì? Giữ lời Chúa trong lòng, đúng không? Giữ lời Chúa trong lòng để không phạm tội. Giữ lời Chúa trong lòng để không phạm tội và giữ tấm lòng của mình. Đừng để những điều ô uế trong tấm lòng. Đừng để những rễ đắng ở trong tấm lòng. Và chúng ta hãy giữ kẻo ngã. Và đây là những yếu tố giúp cho một cơ đốc nhân có được hạnh phúc. Amen không ạ? Chúng ta vấp ngã không hạnh phúc được đâu. Chúng ta đang thất bại không hạnh phúc được đâu, cho dù chúng ta có đủ mọi thứ. Chúng ta phải là người đắc thắng. Cho nên cuối cùng là đắc thắng sẽ mang lại hạnh phúc, là nó như vậy. Chúng ta thắng cám dỗ, chúng ta thắng nan đề, và chúng ta sẽ có cảm nhận được hạnh phúc rất là tuyệt vời. Chúng ta vỗ tay tạ ơn Chúa, vì chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây.